Nếu bạn thích Trần Anh Hùng và những thước phim đẹp như mơ của ông thì mình nghĩ bạn cũng sẽ thích bộ phim Ba Mùa của đạo diễn Tony Bùi. Phim được sản xuất vào năm 1999 và là bộ phim Mỹ đầu tiên được quay ở Việt Nam 3 năm sau khi Bill Clinton bình thường hóa quan hệ hai nước Mỹ-Việt vào năm 1995. Mặc dù không giành được nhiều tiếng vang như Mùi Đu Đủ Xanh, Ba Mùa hay tựa tiếng Anh là Three Seasons, vẫn giành được nhiều lời khen từ giới phê bình và giải thưởng từ Liên hoan phim danh tiếng Sundance của Mỹ. Bộ phim chia làm 4 câu chuyện và theo chân 6 nhân vật ở Sài Gòn. Một cô gái quê bán hoa sen đem lòng thương cảm một thi sĩ mắc bệnh phong. Một anh đạp xe xích lô phải lòng một cô gái điếm. Một ông lính Mỹ đến Việt Nam tìm lại con. Một thằng bé bán rong lang thang trên những đường phố và cơn mưa giông của Sài Gòn. Ba Mùa khắc họa những mảnh đời nhiều nỗi khổ trong thời kỳ Việt Nam đổi mới và hội nhập, khi mà quá trình tê hóa và thị trường hóa đang len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống thường nhật. Những tấm biển quảng cáo ở một Sài Gòn tấp nập, những bông sen trắng bị thay thế bởi những bông sen nhựa. Tony Bùi khắc họa một thế giới chứa đầy những đối lập, Sài Gòn nắng và Sài Gòn mưa, sự xa hoa của những khách sạn và cái khổ mòn mỏi của những ngôi nhà ổ chuột, nét truyền thống văn hóa và hiện đại. Ba Mùa hấp dẫn mình trước hết bởi những câu chuyện và nhân vật trong đó. Mỗi con người này lại có những nỗi niềm riêng, nhưng điểm chung giữa họ là tất cả đều đang tìm kiếm một ước mơ, cho dù cái mà họ tìm có thể hữu hình như một đứa con gái thất lạc hay là một điều gì đó mơ hồ hơn như ước mơ thời trẻ tinh khôi của một cô gái điếm. Mình không nghĩ là phần đông khán giả có thể đồng cảm được với cái khó mà những nhân vật này phải trải qua. Không phải ai cũng hiểu được nỗi khổ của một người đạp xe xích lô, một thằng bé bán rong, một ông lão bị bệnh phong. Nhưng mình vẫn thấy bị thu hút bởi những nhân vật này. Đó là vì họ có những ước mơ rất đẹp, dù cho cuộc sống khốn khó, họ có tâm tư, tình cảm và tình thương dành cho nhau. Điều này cũng lý giải cho tựa đề của phim Ba Mùa. Tony Bùi nói rằng Sài Gòn có ba mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa của hy vọng. Và ông đã truyền tải chính những niềm hy vọng của ước mơ thơ mộng của những nhân vật này. Ví dụ như ước mơ được trở về quê hương và thả những bông sen trắng trên dòng sông của ông thi sĩ mắc bệnh phong, hay ước mơ sửa chữa những lỗi lầm của ông cựu lính Mỹ, hay ước mơ đem lại một niềm hạnh phúc cho người mình thương của ông đạp xe xích lô, hay ước mơ làm người hùng của thằng bé bán rong. Chất thơ trong cuộc sống đời thường còn được Tony Bùi cài cắm ở những chi tiết giản dị mà trong sáng, những đứa trẻ chơi đùa trong cơn mưa dữ dội, lọ dầu được chia sẻ giữa những người lái xe xích lô, hay phút giây nâng niu những bông sen trắng của một người khách mua hàng. Có một điều khác biệt giữa Tony Bùi và Trần Anh Hùng là trong khi Trần Anh Hùng giấu những nỗi đau đằng sau những khung hình đẹp như mơ, thì Tony Bùi không ngại cho thấy những góc khuất của cuộc đời. Mặc dù những thước phim của Tony Bùi cũng đẹp không kém, chỉ là cái đẹp ấy trần trụi hơn mà thôi. Không có những gam màu tươi sáng và trong trẻo, Ba Mùa khắc họa cái nóng của Sài Gòn với những gam màu bão hòa và nước mắt, những cơn mưa như chút nước trong bóng đêm với ánh sáng hiu hắt, những gam màu sáng và tối được sử dụng thay phiên nhau, cái tối của bóng đêm, ngôi đình hay những khu nhà ổ chuột tưng phàng với những màu sắc tươi sáng hơn như màu của hoa sen trắng hay hoa phượng đỏ. Điều này không chỉ tạo nên một bức tranh đẹp về Sài Gòn mà còn có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng cho nỗi khổ và hy vọng, cách Tony Bùi đã máy quay đem lại đến cho bộ phim một vẻ đẹp. Cũng thơ mộng không kém phim của Trần Anh Hùng, một shot quay hai người xích lô ngồi nghỉ, hoặc là cảnh mà mình thích nhất trong phim, thằng bé bán rong nhìn qua ô cửa kính vào trong một bàn tiệc, và cái ánh mắt của nó trước khi bước ra màn mưa hối hả, kết hợp với tiếng đàn trầm buồn, những bài ca dao và lời hát mang đậm chất Việt Nam, Ba Mùa khiến mỗi cảnh phim buồn lại càng thêm đẹp. Ba Mùa là một bức tranh về Việt Nam thời hội nhập với những mảnh đời khốn khó. Nó có đáng buồn hay không? Có, nhưng hiếm khi mình bắt gặp một bộ phim Việt Nam mà mình thấy đẹp như vậy. Thế nên Ba Mùa chắc chắn là một bộ phim đáng xem. Tuy nhiên mình cũng muốn nói rằng cả Ba Mùa và Mùi Đu Đủ Xanh đều là những bộ phim do hai đạo diễn gốc Việt nhưng quốc tịch khác làm về Việt Nam. Thế nên cái nhìn của họ về Việt Nam cũng nhuốm màu thơ mộng và những ý niệm về Việt Nam sẵn có. Họ đều thấy đau lòng khi Việt Nam tiến vào quá trình hội nhập hóa và nhìn việc đó là một sự hủy hoại của truyền thống. Họ gắn liền người phụ nữ Việt Nam với đức hy sinh và lòng nhân hậu, hay những nhân vật của họ, đặc biệt là Tony Bùi, đều có một sự thơ mộng và lạc quan giống như hoa sen ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Trần Anh Hùng và Tony Bùi nhìn Việt Nam qua con mắt của kẻ tha hương. Họ yêu Việt Nam nhưng không thực sự sống trong Việt Nam, thế nên Việt Nam được thơ mộng hóa qua con mắt của kẻ si tình. Mình nghĩ cuộc sống tối tăm hơn những gì ta thấy ở trong phim, thế nhưng đôi khi mình vẫn muốn tự nguyện lao đầu vào vẻ đẹp đầy lừa dối đấy của điện ảnh. Và mình nghĩ Ba Mùa là một lựa chọn hoàn hảo trong việc đó.